Xin chào quý vị và các bạn, bão số 1 đang ngày một mạnh thêm, đến chiều tối mai sẽ mạnh lên tới cấp 12, giật cấp 15 trước khi tiến gần đến bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ và cường độ giảm dần. Nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ vào chiều tối ngày 18 tháng 7. Người dân chủ động phương án phòng chống, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Do ảnh hưởng của bão số 1 và gió Tây Nam hoạt động mạnh nên toàn biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có thời tiết và tình trạng biển xấu trong những ngày tới, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Còn trên đất liền, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc trong ngày mai, nắng nóng gia tăng với nhiệt độ cao nhất trong ngày, phổ biến là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, từ đêm mai trở đi, khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 1, nên Bắc Bộ sẽ có mưa diện rộng và kéo dài nhiều ngày sau. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông. Đối với các tỉnh miền Trung, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn duy trì sang đến ngày mai ở dọc khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ trưa chiều trong ngưỡng 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Các khu vực còn lại thấp hơn khoảng từ 2 cho tới 3 độ. Sau đó từ 18 tháng 7, mưa sẽ gia tăng ở các tỉnh thành Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Các khu vực còn lại của Trung Bộ, mưa cũng gia tăng về chiều tối, nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt. Với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh nên duy trì mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa tập trung nhiều vào khoảng thời gian về chiều và đêm. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 16 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!